Hello mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng ở Nha Trang nhé các bạn. Mục đích của mình hôm nay là làm video và tạm biệt Nha Trang, tạm biệt biển. Và hôm nay là mình đi lần này là mình tham dự chương trình festival biển ở Nha Trang các bạn. Và xin mời các bạn đi theo mình về hướng này để mình giới thiệu cho các bạn nhé. Đây hướng mình hay đi, mỗi ngày mình đi tắm biển các bạn. Mỗi ngày mình hay đi hướng này thôi. Đây, đây là bên này là bãi biển nha các bạn. Người ta đang tắm đông lắm. Bên này là có mấy cục đá. Mấy cục đá xếp chồng lên nhau. Nó giống như một cái biểu tượng là giống như con người mình xếp nhé, nhưng mà nó là tự nhiên nhé. Bây giờ mình sẽ đi hướng này để thông tin cho các bạn cái bãi biển mà bãi biển nhỏ các bạn. Đây các bạn, đằng sau mình là bãi biển, hôm bữa mình có tắm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi với cho các bạn về hướng khác nha các bạn nha. Để mình đi dọc bờ biển để mà quay lại video để mà làm kỷ niệm, để sau này mình xem lại các bạn. Nếu mà các bạn muốn xem thì hãy ủng hộ mình nhé, ủng hộ kênh của mình. Còn mình thì review kênh này là chủ yếu là mình để mình làm kỷ niệm nữa. Một lần đi thì mình có một cái trải nghiệm, một kỷ niệm để mình lưu lại, sau này mình xem lại nhé các bạn. Thưa các bạn, như các bạn thấy thì lúc mặt mình thì sóng rất là mạnh các bạn, và mình cảm giác giống như là có một cơn gió nào nó thổi về hướng về mình các bạn. Tại vì khí hậu ở đây thì ta thấy trời đang rất là nắng, nhưng mà sức gió thổi thì mình cảm giác nó rất là dịu nhé, rất là dịu, thì mình là mới rất là thích. Giờ mình quay hướng này hướng mới là hướng mặt trời, nó sẽ không phản lại ánh sáng của cái máy mình. Giờ các bạn xem xung quanh đây, nhìn bãi biển mình nó thật rất là thích. Thật căng lòng ngực, gió đại dương mặn mòi, mặt trời nhô từ biển, anh hồng loáng muôn nơi, sóng bồng bềnh khúc nhạc, biển xa xanh ngút ngàn, ta phận người bé nhỏ giữa bề trời. Dưới này có một hòn đá các bạn. Nếu mà mình hồi nãy mà mình xác định mình tắm thì mình chưa vô đây cho các bạn xem. Nhưng mà giờ hôm nay mình xác định mình không tắm để chiều nay mình về các bạn. Biển rất là trong. Cũng là như này là chỉ cần nếu mà nhảy xuống tắm thì rất là tuyệt vời các bạn. Nhưng mà hôm nay mình lại không tắm, tại vì chiều nay mình về Tây Nguyên rồi các bạn. Đây, mình ở đây được 4 ngày, 4 đêm 5 ngày các bạn, chính xác là như vậy. Bây giờ mình sẽ phép chào tạm biệt tất cả mọi người nhé, và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Tạm biệt Nha Trang, thân yêu.